chào anh chị em. Nay đặc biệt là nói về sản phẩm. Và Liên sẽ có một người speaker khách mời là khoa học gia Ái Hạnh Trần. Thì trong một vài phút tới, Liên sẽ mời khoa học gia lên đây để chia sẻ một bộ sản phẩm mà gọi là Baby Care Package. Và... À, xin chào cô. Chào cháu. Dạ, cảm ơn thời gian quý báu của cô hôm nay lên chia sẻ. Xin mời cô giới thiệu về mình. Xin cảm ơn, trước hết cảm ơn cháu và nhóm DIVE đã cho phép cô lên đây để chia sẻ. Với cái đề tài này cô rất thích về những cái sản phẩm mà cô rất yêu từ lâu rồi, mặc dù nhà không có em bé nhưng mà cô cũng đã từng sử dụng cho chính mình. Ok, rồi mình tên là khoa học gia Hannah Ái Hanh Trân và mình có kinh nghiệm trong khoa học xét nghiệm 32 năm và bắt đầu làm toàn thời gian cho công ty Miskin từ tháng 3 năm 2013 đến giờ. Dạ, cảm ơn cô. Và Liên biết được rằng là trong công ty mọi người hầu như đều biết những kiến thức quý giá là mình sẽ được học hỏi từ rất là nhiều người, nhưng mà một trong những người mà trao truyền, chia sẻ và luôn luôn cống hiến đó là cô khoa học gia Ái Hạnh Trần. Thì cô ơi, hôm nay rất là hân hạnh được mời cô lên chia sẻ bộ sản phẩm gọi là Baby Care Package. Bộ sản phẩm này nếu như các anh chị nghe thật rõ và take note những gì cô chia sẻ, thành phần, công dụng và cách sử dụng, thì các anh chị sẽ biết làm như thế nào để chia sẻ cho người khách hàng của mình và làm như thế nào để mình có kiến thức cho chính bản thân của mình sử dụng nha. Thì cô có thể bắt đầu được rồi cô à. Vâng, ok. Thì cháu đã dùng những sản phẩm gì cho nhà cháu rồi cháu? Dạ, hiện tại thì gia đình của cháu sử dụng G Tuy. Ok. Yes, cháu đang sử dụng. Và nó có dạng nhỏ, bịch nhỏ thì xí nữa cô sẽ nói thêm. Cháu thì có cousin trong family. Có tuyệt vời. Anh chị em họ thì sử dụng Junkermoss. Yep. Rồi, yes. Riêng baby Benjamin của cháu hiện nay là trên 13 tháng thì đang sử dụng hai sản phẩm. Baby hair and body wash là sử dụng mỗi ngày sáng và tối, và ngoài ra là lotion. Lotion này nó không tốt bằng lotion cô sẽ chia sẻ sắp tới nên cháu rất là hào hứng để có thể nghe. Cô là Bobby Smoother, dạ. Rồi. Yes. Ok. Rồi, xin thân chào tất cả các bạn. Thì bây giờ cái sản phẩm mà đầu tiên mình giới thiệu đó là cái sản phẩm mình rất là mê. Nó gọi là Epic Baby Hibiscus. Baby shower and shampoo. Thì cái tên nó là hibiscus, là một cái loài hoa. Thì tiếng Anh nó là hibiscus, nhưng mà tiếng Việt Nam người ta dịch ra là dâm bụt đó quý vị. Thì bây giờ mình trước hết đó, thì mình nói đây là một cái sản phẩm dùng cho từ sơ sanh, từ mới em bé mới sinh ra cho tới 3 tuổi. Nhưng mà thật sự đó là xài cho tất cả đủ mọi loại tuổi, kể cả mình cũng xài được. Những quý vị nào mà da nhạy cảm là có quyền xài và rất là mê, tại vì cái mùi rất là tuyệt vời. Thành ra mặc dù mình là bà già 63 tuổi nhưng mà mình cũng đã mua và dùng thử vài lọ quý vị và rất là mê nhá. Thì cái đó là bây giờ nói về cái benefit của nó trước nhá. Cái ích lợi của nó trước là cái hoa nó làm bằng hoa dâm bụt, là vì vậy, là tại vì nó có cái tính hoa dâm bụt, nó có cái tính chất tự nhiên của nó đó, là nó là soothing, tức là nó làm dịu lại cho da, tức là nó chống dịu, tức là nếu mà bị dị ứng hay là bị gì đó thì cái sản phẩm này nó có tác dụng, nó làm dịu lại cái làn da ngay lập tức với cái những cái sản phẩm dị ứng mà em bé có. Và đồng thời nó ngoài ra nó có cái tác dụng thứ hai, thứ nhất là làm dịu làn da nếu mình bị dị ứng ha, còn cái thứ hai đó là nó moisturize, tức là nó làm ẩm cho da của mình, mà đồng thời cái thứ ba nó cũng làm sạch được tóc, và do đó nó bảo vệ, làm cho cái đầu em bé cái da đầu được khỏe mạnh nhá. Và đồng thời cùng một lúc á, rất tuyệt vời quý vị, là nó không làm cay mắt em bé. Và rất là, đó là cái điều mà lý tưởng của cái sản phẩm này đối với mình. Nhá. Mà ngoài ra đó, công ty mình rất là thông minh. Công ty mình design cái chai này á, là sử dụng một tay thôi. Nó bằng foam, thành ra quý vị cứ cầm người mẹ một tay phải ôm em bé. Một tay kia cứ cầm cái bình xịt ra thôi. Đây đầu em bé thì cứ xịt ra trên đầu em bé. Và do đó, ấy, thành ra có thể hoạt động với cái bộ này. Chỉ có một tay thôi nha quý vị nhá. Thì bây giờ đó, đi qua cái thành phần của cái này đó, thì hồi nãy mình có nói đó, là nó có tổng cộng là bốn thành phần trong cái chai này nha quý vị. Thì cái thứ nhất là hibiscus flower extract, tức là cái chiết xuất của hoa hibiscus, là hoa dâm bụt. Thì nó đã dùng từ lâu rồi, từ vùng Á Châu và những cái vùng Đông Nam Á và từ Central America rồi quý vị, trên cái trẻ con. Thành ra ở vùng Đông Nam Á rất là nổi tiếng về họ biết dùng những sản phẩm thiên nhiên nha quý vị. Thì hibiscus hồi nãy mình có nói rồi, nó là dịu lại,
nó chống dị ứng cho làn da và nó giữ ẩm cho làn da và nó làm sạch cái da của mình, da đầu, da người, da đầu, da cơ thể nhé quý vị. Và đồng thời do đó vì vậy nó mới làm cho, nó duy trì cho cái sự khỏe mạnh của da đầu, không có bị em bé hay bị vẫy đầu đó. Đa số mình thấy hồi ở Việt Nam mình hay thấy em bé ở Việt Nam hay bị vẫy đầu đó là tại vì không có dùng xà bông đúng đó, thành ra không có tốt cho em bé. Còn cái thành phần thứ hai, hồi nãy thành phần thứ một là hibiscus flower extract, tức là hoa dâm bụt. Cái thành phần thứ hai đó quý vị, là nó là cái extract, nó là chiết xuất từ cái trái của cây hoa, cây anh đào. Tuyệt vời chưa quý vị? Nó là chiết xuất từ cái trái cây của trên cái cây hoa anh đào mà người European, tức là châu Âu đó, họ đã dùng cho nhiều năm rồi. Và cái công dụng của cái chiết xuất của cái trái cây, cái trái mà trên cái cây hoa anh đào á, là nó làm sạch và nó giữ ẩm cho cái da đầu của em bé nhá. Và cái thành phần thứ ba đó là nó gọi là calendula, thì tiếng Việt Nam mình họ dịch là hoa tinh, hoa tinh, hoa tinh hoa là gì ha? Thì cái tên của nó là calendula, là một, cũng là một loại hoa. Và công dụng của nó là nó làm soothe skin, tức là nó làm dịu lại những cái dịu ứng, những cái phản ứng sẩy hay là phản ứng gì mà em bé bất thình lình có của môi trường xung quanh nhá. Rồi cái thành phần thứ tư á, của cái epic hibiscus này á, là oat, tức là yến mạch. Cái tác dụng của yến mạch á, là nó moisturize, tức là nó giữ ẩm cho mình và đồng thời nó bảo vệ da em bé và da mình quý vị nha. Thì đó là bốn thành phần chính của cái chai mà epic baby mà xà bông và xà bông tắm cho em bé nhá. Thì quý vị có thể dùng hết cả người em bé và đầu và không cay mắt. Thì cái này là xong cái phần mà cô nói về cái phần sản phẩm này, nó chỉ có vậy thôi quý vị ha. Rồi bây giờ mình sang cái thành phần thứ hai, là bây giờ sau khi mình tắm em bé xong thì mình làm cái gì quý vị? Mình phải giữ ẩm cho da em bé nhá. Thì cái sản phẩm giữ ẩm này nó là có thể nói là mình mê từ lâu lắm rồi. Sau khi mình mua, tất cả là mình có cái tật mình hay mua cái gì cũng dùng thử để coi nó có là cái gì đó. Nhưng mà lúc đầu tiên mình thấy cái tên của cái sản phẩm này đó và mình mua là tại vì cái thành phần của nó quý vị, thành phần của nó đã hấp dẫn mình. Nhưng mà bây giờ đó thì mình sẽ nói theo thứ tự trước nhá. Thì cái sản phẩm này đó nó gọi là New Skin, nó gọi là Perennial Instant Body Moisturizer. Thì perennial tức là cái loại hoa mà mọc lại hàng năm, mình dịch tiếng Việt sơ thôi. Instant tức là rất là mạnh. Còn lẽ nhiên body moisturizer tức là giữ ẩm cho cơ thể của mình ha. Nhưng mà cái sản phẩm này đó nó có tác dụng là trị liệu. Nó không chỉ là một cái moisturizer, nó không phải là một cái lotion mà giữ ẩm đơn giản, mà nó còn có tác dụng trị liệu. Là bằng cách là nó, vì nó có tác dụng trị liệu cho nên nó đã, nghĩa là khuyến khích cái tới mực độ tế bào mà làm cho săn và cho chắc, và tức là không có bị lột dễ và không có bị hư hỏng dễ. Nó gọi là sự chịu đựng dẻo dai hơn của cái thành phần tế bào của mình ha. Và vì vậy nó reinforce, tức là nó là củng cố lại cho cái hệ thống mà bảo vệ tự nhiên của da và chống lại cái sự phá hoại của môi trường, như là nắng, như là gió, như là những cái chất dị ứng mà người ta, thành ra những cái vị nào mà da bị dị ứng á, là đây là cái thứ mà lý tưởng ha. Cái perennial instant body moisturizer là lý tưởng cho những người lớn bị dị ứng, thì lẽ dĩ nhiên nó phải là tuyệt vời cho em bé. Thì đó là cái lý do mà cái tên của nó là như vậy. Thì đây là cái những cái ích lợi chi tiết của cái sản phẩm này quý vị, là nó khuyến khích cái sự bảo vệ của da một cách tự nhiên để chống lại cái sự phá hoại của môi trường, như là không khí khô, như là extreme temperature, tức là nóng, những cái vùng mà cực nóng và cực lạnh, và kể cả gió bão đó quý vị. Thì cái đó là cái sự bảo vệ. Còn ngoài ra nó còn bảo vệ và nó giúp cho cái sự đàn hồi của da mình được săn chắc hơn, thành ra có một phần nào đó nó giữ cho cái da được trẻ lâu hơn, là tại vì nó củng cố cái ở cái mức độ tế bào, cái sự chịu đựng dẻo dai của da, thành ra nó giúp cho làn da của mình, nếu mình dùng quanh năm đó, thì cái da của mình nó rất là healthy ha, hơn bình thường. Và do đó, và cái tác dụng thứ ba đó là nó gia tăng cái sự giữ ẩm của da. Ok, và cái tác dụng thứ bốn á là nó giúp cho cái độ ẩm bình thường nhiều hơn, và cùng một lúc nó chống lại cái sự mất ẩm của mình. Không những nó bảo vệ cho cái da mình ẩm hơn, mà nhưng mà nó giúp cho cái da mình không có bị thoát chất ẩm một cách dễ dàng nhá. Thì cái đó là những cái ích lợi mình mới nói, mà lý do tại sao nó làm được những chuyện này quý vị,
là tại vì nó làm bằng Narcissus Ball, tức là cái ball, tức là cái ball, tức là cái mà chưa ra hoa phải không cháu? Cái mà cái ball á, mình gọi là cái gì nhỉ? Nhụy. Nhụy hả? Chưa ra hoa là nhụy. Ok, thì nó làm từ cái nhụy của cái hoa mà Narcissus, tức là hoa tiếng Việt Nam dịch là thủy tiên. Ok, thì đó mình nói rằng thì là mình bị hấp dẫn bởi cái chai này, tại vì mình sau khi mình đọc, làm từ Narcissus Ball, tức là từ cái nhụy hoa thủy tiên quý vị. Mà trong cái nhụy hoa thủy tiên nó có một cái chất chính, nó gọi là ai, mình nói tiếng tiếng Anh thôi quý vị, không 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 dịch ra được tiếng Việt nha, nó gọi là IBR đó mình. Thì cái này là cái hóa chất của cái hoa, cái nhụy hoa thủy tiên. Và cái hóa chất này á, cái thành thành phần thiên nhiên của nó đó là nó rất là, nó giúp giúp cho cái da của mình tính đàn hồi nó săn chắc lại hơn, nó không có bị làm cho cái da không có bị vỡ ra một cách dễ dàng, tức là làm cho gia tăng cái đính đính đàn hồi của da, và do đó nó gia tăng cái sự chịu đựng của da với những cái không khí quá nóng quá lạnh, hoặc là chống lại sự dưỡng cho da, và do đó nó làm maximize, tức là nó làm cho ưu tiên hóa cái sự bảo vệ của da đối với cái môi trường bên ngoài quý vị nhá. Tội nghiệp Benjamin. Rồi thì cái đó là cái ích lợi của cái perennial moisturizer quý vị nhá. Thì nó đã được minh chứng lâm sàng bởi một bởi bởi công ty đàng hoàng, minh chứng lâm sàng quý vị nhá. Thì cái này nó thật sự nó có tính chất trị liệu, mà nó đã minh chứng rằng thì là ở trên da, trên một cái thời gian là 8 ngày, thì đã minh chứng là 35% gia tăng được cái chống lại cái sự mất đi độ ẩm của da. Nói tóm lại là cái da này, cái sản phẩm này nó không những nó giữ độ ẩm cho mình mà nó bảo vệ mình từ cái môi trường ấy. Thành ra đó là lý do tại sao mà nó tốt cho em bé và nó tốt cho những người già như mình, đại khái da mà thật cực kỳ khô. Thành ra cái nói tóm lại đó là nó có ba công dụng, là protect, là bảo vệ, cái thứ hai là preserve, tức là nó duy trì quý vị ha, và cái thứ ba nó giúp cho da mình survive, tức là sống sống sót trong cái môi trường mà cực kỳ lạnh hoặc là cực kỳ khô, hoặc là và bị gió bão, tức là thời tiết xấu. Và những người mà có da cực kỳ dị ứng, cực kỳ khô, mà những cái người mà bị eczema đại khái, thì cái này là tuyệt vời cho cái da đó. Và hồi nãy bé cháu Liên có hỏi cô là cháu dùng cái body smoother thì nó có công dụng gì. Thì body smoother đó, nó cô nói ké vô đây thôi, là tại vì nó không mạnh bằng cái perennial. Tại vì perennial thứ nhất nó là bằng hoa thủy tiên, và công dụng của nó có ba công dụng là protect, là bảo vệ và gìn giữ cho cái độ ẩm của em bé, và bảo vệ em bé chống lại những cái môi trường quá cực kỳ khó khăn á, và chống dị ứng cho em bé, và đồng thời do đó nó survive, nó giúp, đây là nói cái tế bào da đó nha, và giúp cho survive, tức là giữ cho cái tế bào da của mình sống sót, tồn tại trong cái môi trường rough. Thành ra khi mà cháu muốn trị liệu thì cháu phải dùng cái perennial, cháu trị liệu cho những em bé mà có da cực kỳ sensitive, dị ứng dễ, rồi sau đó cái body smoother nó cover. Thành ra mình thường thường nếu mình có hai chai trong nhà thì mình dùng cái perennial trước trên da mình, rồi sau đó mình bôi cái body smoother, thì body smoother nó làm cho cover, nó như là cái shield, nó bảo vệ cái perennial ở trong da mình một cách tốt hơn, có vậy thôi nhá. Còn ngoài ra Dạ. những người nào mà da ít dị ứng á, thì dùng body smoother thì cũng vẫn bình thường nhá, thì nó vẫn bảo vệ, nhưng mà nói tóm lại cái sự bảo vệ của nó nhẹ hơn, nó không có cái tác dụng nghĩa là preserve trong đó, nó không có duy trì sự bảo vệ cái da trong đó, nó chỉ bảo vệ thôi, thì nó nhẹ hơn với cái anh perennial, thì cái khác biệt nó là Dạ. như vậy. Thành ra em bé mà bị nhẹ đó thì có thể dùng smoother vẫn ok, tại vì cô không nói smoother đây thì nó hơi lạc đề tí, nhưng mà cô không muốn nói thành phần và công dụng kỹ hơn, nhưng mà nó chỉ nhẹ hơn cái perennial đó, cái hoa thủy tiên của nó đó, cái IBR đó, cái IBR đó mình đó, cái chất đó nó tác dụng là trị liệu cho da của mình, thành ra nó tốt hơn nếu mình dùng cái đó, và thật sự nó rất là đặc, thành ra mình dùng ít hơn nữa nha, nó rất là khoáng sạch Dạ. vậy. Cảm ơn cô. Ê, hồi nãy cái chưa chưa thành hoa là nụ, mình nói nhầm nhụy, nhưng mà không sao. Và con tin chắc chắn là sau ngày hôm nay con sẽ đặt ngay cái sản phẩm đó về cho Benjamin, vì trên tay đó nó có một vài chỗ khô đó cô, Đúng rồi, mà dùng mà tờ vẫn không trị liệu được, thì con nghĩ là cái đó nó sẽ giúp rất nhiều. đúng rồi, thường thường cùi chỏ với lại đầu gối của em bé đó, với lại có nhiều khi em bé mà cái vẫy đầu á, cái da đầu nó bị chóp vẫy á,
thì bôi cái perennial nó help nha cháu. Thì cái smoother đè lên thì nó là siêu, nó siêu, nó giữ cho cái perennial nó ở trên da mình tốt hơn nhá. Thì hai cái đó nó hỗ trợ lẫn nhau rồi nhá. Thì bây giờ cái đó là hai cái bên ngoài của mình hỗ trợ cho em bé. Thì bây giờ cô đi sang cái bên trong cho em bé. Thì khi mình bảo vệ bên ngoài của em bé đó, thì tất cả những cái gì bên ngoài thật sự đối với mình bên ngoài đó nó cũng quan trọng, nhưng mà nó chỉ 20% quan trọng với cái sự săn sóc một đứa bé, thưa quý vị. Và đối với mình cái săn sóc của bên trong nó quan trọng hơn nhiều. Cô đang cố pull lên cái bài Chungamon. Đây. Quý vị biết không, em bé đó, một cái em bé mà nó khỏe mạnh từ bên trong ra, thành ra 80% là nên săn sóc của bên trong trước nhất, như quý vị. Còn bên ngoài đó là phụ thôi, là 20%. Thì cái đối với mình đó, cái sản phẩm tốt nhất mà cho trẻ con á, thì rất tiếc là công ty mình chỉ có cái sản phẩm này gọi là Chungamon, là Liên đang cầm. Ok, thì cho trẻ con từ 2 tuổi cho tới 12 tuổi nhá. Thì nếu mà em bé mà trẻ hơn 2 tuổi thì mình có thể dùng nước gấp. Thì hồi nãy Liên đã dùng nước gấp cho con mình rồi. Thì nước gấp thì cho người lớn á, là sáng 2 ao, chiều 2 ao. Do đó em bé thì xài chừng 1 ao thôi nhá. Mà khi nào thì dùng được, như hồi nãy Liên có hỏi cô, khi nào thì bắt đầu dùng cho em bé dưới 2 tuổi được. Khi nào mà em bé uống thử nước orange juice mà không bị đi chảy á, thì khi đó mình bắt đầu cho em bé uống được cái G3 của mình. Thì tí nữa mình nói G3 sau, hay là bây giờ nhân tiện mình có G3 rồi thì nói, đang nói G3 thì đang nói G3 thì nói luôn để khỏi phải chạy qua chạy lại. G3 là nó có 4 cái thứ fruit ở trong đó, là nước gấc và thanh kỷ tử, thanh trà tử với lại dứa của Siberian. Nó không phải là dứa bình thường quý vị, nó là một loại dứa rất là đặc biệt. Và cái này nó có rất nhiều cái nồng độ của kháng chất của nó, tức là nồng độ của chất chống oxy hóa cực kỳ cao, cao gấp mấy chục lần những thứ cà rốt, cà chua, rồi những cái thứ màu đỏ ngoài kia đó quý vị, với màu vàng ngoài kia, cao cả 40-50 lần từ các cái loại thứ rau củ màu vàng với màu đỏ ngoài kia bình thường. Và vì vậy cái chất chống oxy hóa của nó cực kỳ cao. Thành ra nếu mà trẻ con á dùng cái này đó, thì đây là những công dụng chính nhá. Có rất nhiều công dụng lắm, ngoại trừ chống ung thư cho người lớn lẽ dĩ nhiên và chống ung thư tiền liệt tuyến cho người lớn lẽ dĩ nhiên, nhưng mà đối với trẻ con đó nó rất là tốt cho cái sự phát triển, sự thông minh của em bé ha, là cái thứ nhất, tốt cho cái sự thông minh của em bé, hỗ trợ. Và cái thứ hai đó là mắt nhá. Thì cô đi từ trên cô đi xuống, hỗ trợ mắt cho em bé. Nếu mà cái đứa bé mà nó uống cái nước gấc đều đặn từ lúc nó bắt đầu nó uống được nước cam đó, tức là khoảng chừng 5-6 tháng, 4-5 tháng gì đó bắt đầu uống được rồi, cho tới lúc nó lớn, nó thành người lớn quý vị, thì con mình không có bị cận. Lý do tại sao cô dám nói như vậy, tại vì mình có bốn đứa con trong nhà đều bị cận hết, nhưng mà chồng mình không có bị cận. Mình bị cận là tại vì mình học nhiều, thì lẽ nhiên cận vì học, nhưng mà bốn đứa con bị cận hết. Nhưng mà tới sau khi mình cận từ lúc nhỏ cũng như mình vậy đó, mình 20 tuổi mới cận, nhưng mà con mình cận sớm hơn, tại vì tụi nó cũng computer và học hành nhiều. Nhưng mà sau khi biết được công ty New Skin từ năm 2013, thì thật sự năm 2014 mình mới bắt đầu cho con cái mình uống gấp. Thì con cái mình đi khám bác sĩ độ cận giảm, và chính mắt mình cũng vậy, mình là cận 6.5, và bây giờ xuống còn có khoảng chừng 5 chấm nha quý vị, và hình như nó càng ghét bé rồi nhá. Thì cái đó là cái mình chia sẻ. Thì thấy rõ ràng nếu mình muốn con mình đứa nào nó cũng phải bị học, nó cũng phải computer, thành ra bảo vệ mắt nó từ lúc nó còn bé là phải uống nước gấc, mà tính ra tiền rất là rẻ, không có mắc mỏ tí nào hết nhá. Thì cái đó là cái thứ hai, bảo vệ óc, giúp cho cái bộ óc, cái tế bào của óc phát triển một cách tốt và thông minh nữa. Con mình có thể thông minh hơn nhờ cái nước gấc này. Cái thứ hai là bảo vệ mắt. Cái thứ ba là da của các cháu nó sẽ không có bị dị ứng một cách dễ dàng, không bị ngứa, không có bị sẩy, không có bị dị ứng một cách dễ dàng. Và cái thứ bốn á là bảo vệ cho nó chống lại, bây giờ mình nghĩ tới cái mũi nhá, chống lại những cái sự lây khi mà nó đi học, hoặc là khi nó ở trong nhà trẻ, hoặc là đi học, người ngồi chung quanh có thể hắt xì ho đầy vô mặt tụi nó với đứa bé khác, nhưng mà con mình sẽ không bị cảm, không có đi về, không có bị ốm vặt, không có bị cảm cúm vặt, hay là không có bị sốt vặt như con người khác. Cái đó là cái mà mình cần nói, mà mình để ý từ ba đứa con mình. Tụi nó đi học đại học, hai thằng Út đi học đại học, sau khi nó dùng cái này trường một năm, năm sau nó tự nhiên nó nói, mấy năm trước đó, có một anh chàng rất là dị ứng, anh chàng Út đó, thì có rất là dị ứng, nó nói là năm trước mùa đông lúc nào về nó cũng bị cảm, mũi nghẹt cứng này kia nọ, mỗi khi mà có mùa đông. Mình tôi có từ mình ở Maryland làm việc cho John Hopkins Medical School, thì cái anh chàng Út này nó tự nhiên nó notice là cái năm nay nó cứ tỉnh bơ suốt hết mùa đông tới mùa hè, nó mới giật mình, nó mới nói là sao năm nay con không hề bị dị ứng, thì chắc là nhờ cái nước gấc của mẹ, và lẽ nhiên nó uống những sản phẩm khác như quý vị, thì chống dị ứng, chống bệnh vặt cho con nít của mình nhá. Rồi ngoài ra đó là đã được minh chứng cái trái gấc ở trong cái G3 này nè,
là đã được minh chứng bởi một cái vị bác sĩ rất là nổi tiếng ở bên Việt Nam là chống còi cho trẻ con. Thành ra con mình sẽ không bị lùn, không bị còi, quý vị ha. Thì đó là những cái mà mình nhớ là nó tốt cho trẻ con nhá. Thì cô có thể dừng nước gấc tại đây, từ bốn thành phần và cái công dụng. Và cái thì trẻ con thì nếu mà người lớn là sáng 2 ao, chiều 2 ao, thì quý vị có thể là những em bé như là Benjamin là mấy tháng cháu nhỉ? Benjamin dạ, 13 là... tháng. 13 tháng là 1 tuổi. 13. Thì là nước gấc á, là có thể uống, Benjamin có thể uống sáng một muỗng cà phê, chiều muỗng cà phê. Nhưng mà trẻ con từ 2 tuổi trở lên có thể uống nửa liều rồi. Tức là một ngày một ao, tức là sáng nửa ao, chiều nửa ao. Còn cái này, anh này dưới anh này 1 tuổi rồi. Thì là dưới 6 tháng cho tới 1 năm, quý vị có thể cho uống một muỗng cà phê, sáng một muỗng, chiều một muỗng, quý vị nhé. Thì cái đó liều lượng của trẻ con nhá. Thì rồi, bây giờ mình xong cái G3, bây giờ mình đi qua bên cái mà mình rất là mê, rất là yêu quý và không thể thiếu được với cuộc sống trẻ con, là cái sản phẩm bên trong là Chongamore. Nó là một cái loại vitamin mà trong đó đó, nếu mà Chongamore đó, nó có thể, trước nhất đó là nó là một cái loại vitamin duy nhất của trẻ con mà có thể thấy công dụng, tức là đo được bằng cái máy biophotonic scanner. Cái máy biophotonic scanner nó đo nồng độ của chất chống oxy hóa cho ông bé, tức là nó cho biết cái hệ thống miễn nhiễm của em bé đang tự bảo vệ mình là như thế nào, và đối với mình đó là rất là quan trọng nhá. Thì cái sản phẩm vitamin duy nhất trên thị trường hay là trên thế giới hiện giờ là Chongamore là có thể làm được chuyện đó. Lý do là vì sao? Là tại vì thật sự đó, trẻ con đó đã được minh chứng, những research, những khảo cứu của hệ thống y khoa và khoa học ngoài kia đã minh chứng rằng trẻ em từ 2 tuổi cho tới 12 tuổi đó ăn uống bình thường không thể nào đầy đủ được, quý vị. Tại vì nó không có sức ăn. Và ngoài ra cha mẹ cũng chưa chắc cho nó ăn đúng để mà bảo vệ nó. Và cái chai Chongamore này đó, nó có những cái thức ăn mà rất bình thường trẻ con thường bị thiếu nè. Vitamin E ha quý vị, rồi calcium là bổ xương, rồi E là nó chống viêm, chống nhiều thứ khác ha. Rất là nhiều công dụng. Gọi rồi iron là bảo vệ tế bào máu, quý vị nhá. Rồi zinc, ok, là nó regulate cái lượng đường trong người của em bé. Rồi vitamin E là bảo vệ mắt ha. Rồi vitamin B6 là chống tổng số hệ thống miễn nhiễm mà chống sưng ha, tiếp quý vị ha. Rồi magnesium, ok, là rất là, cái magnesium á là rất là cần cho con người ta và rất khó kiếm ở trong thức ăn bình thường. Rồi D là bổ xương và chống ung thư và chống ung thư da ha. Rồi vitamin C là tốt cho chống cảm cúm rồi và nhiều thứ khác, và không thì đây là 2, 4, 6, 8, 9 cái vitamin và khoáng chất mà thường bình thường trẻ con từ giữa 2 tuổi và 12 tuổi bị thiếu mà ít có cha mẹ nào biết. Thành ra do đó cái Chongamore này nó quan trọng đến như vậy, quý vị ha. Thì cái đó là cái lý do rất là đơn giản là như vậy ha. Và cái này đó, và cái benefit là những cái chất mà những cái thành phần trong cái Chongamore này đó, là nó đây là năm cái benefit của nó, là ích lợi của nó đó, là nó bảo vệ của càng con trẻ đó, là nhờ cái chất chống oxy hóa như là vitamin C, E và beta carotene, là lycopene ha, resveratrol này ha, lutein là tốt cho mắt, rồi zeaxanthin cũng tốt cho mắt, selenium với lại copper, đó là những cái khoáng chất mà cơ thể mình cần để nó là cái chất xúc tác, nó hỗ trợ những cái phản ứng mà biến chuyển thức ăn này trong người mình nó được tốt hơn và bảo vệ em bé nhiều về và đứa trẻ từ nhiều phương diện nhá. Thì mình không có đi sâu vô cái thành phần khoa học nhiều, nhưng mà đó là những cái thành phần mình mới nói là nó có ở trong cái chai đó mà tốt cho em bé, ok, và do đó nó hỗ trợ cho cái xương của em bé được chắc và được tốt tại nhờ cái calcium ở trong đó và những cái thứ khác mà nó giúp cho cái hệ thống xương của em bé healthy và cứng và săn chắc, và do đó đứa bé không bị còi, quý vị ha. Nó sẽ giúp cho em bé không bị còi và không bị lùn. Nếu mình sợ con mình lùn thì để ý vấn đề này ha. Và nó bảo vệ hoàn toàn cái hệ thống miễn nhiễm của trẻ con. Và do đó nó có những cái key vitamin, tức là nó có những cái thành phần chính mà mình mới nói hồi nãy, chính cái vitamin hồi nãy mình nói mà thường thường trẻ con hay bị thiếu từ 2 cho tới 12 tuổi, quý vị nha. Thì trong chai đó nó có 90 viên. Và tùy theo cái tuổi từ 2 tới 12 tuổi thì trên lọ nó có nói là mỗi một ngày uống bao nhiêu viên cho trẻ con, quý vị nhá. Rồi, và lẽ dĩ nhiên quý vị nào mà dùng thì có thể đo bằng cái máy để minh chứng rằng nó đang hoạt động, nó đang giúp đỡ, nó đang hỗ trợ bảo vệ con cái mình. Và trong này có một câu mà của công ty nói mình rất là thích, là
các bạn có biết rằng cái DNA là cái di thể của con mình bị oxy hóa bởi mỗi một cái tế bào mà bị oxy hóa có cái di thể trong đó nó bị oxy hóa 70.000 lần mỗi ngày nha. Trong cái thị trường mà tụi nó đi học, tụi nó đang sinh sống, thì cái đó là cái mà mình, đối với mình nó rất là quan trọng. Thì bây giờ nói tóm lại cái chân gamo đó, thì công dụng của nó bảo vệ xương, bảo vệ sự tăng trưởng cho em bé, bảo vệ, cái thứ ba là bảo vệ hệ thống miễn nhiễm, và cái thứ bốn là chống lại sự phá hoại của môi trường. Cái chất oxy hóa nó đang oxy hóa cơ thể con người mình, thì nó bảo vệ con mình từ cái sự phá hoại của oxy hóa, tức là bảo hoại cả, bảo vệ cả di thể của mình đấy nha quý vị, à, của con mình đấy nha quý vị. Rồi ngoài ra nó có những cái common vitamin, mà chính cái vitamin và khoáng chất mà trẻ con hay bị thiếu từ 2 tuổi tới 12 tuổi đã được minh chứng bằng bằng minh chứng lâm sàng từ khoa học y khoa đàng hoàng. Thì do đó gần như là đứa bé nào cũng phải uống cái chai này, mà nó chua bộ, nó nhai được, thành ra bảo đảm với quý vị, con quý vị sở thích, mà nếu không coi chừng nó uống nhiều hơn liều lượng nếu mình để mình có nghe rồi nhá, thì ra coi chừng. Thì cô nghĩ là cái bài đó nó chỉ có vậy thôi ha, ra cái này nó chỉ như vậy là đủ rồi, xong đủ tin tức rồi phải không? Dạ. Cảm ơn cô. Thì 30 phút cũng sắp hết rồi, nhưng mà bên cạnh đó thì okay, con có đọc một số câu hỏi đó, thì okay, con đọc nhanh câu hỏi và okay, cô sẽ lựa chọn trả lời. Ngoài đúng ra, trong vòng 24 tiếng tới, nếu các anh chị nào đang coi video mà liên quan tới bốn sản phẩm này, đặc biệt là liên quan tới trẻ em và những sản phẩm này, hãy đặt câu hỏi, thì Liên và cô Hana sẽ cố gắng quay ngược lại comment và trả đúng lời các câu hỏi cho các anh chị. Khi đặt câu hỏi, hãy nhớ tag tên của cô và Liên, thì Liên và cô sẽ nhận tín hiệu. Thì cái câu hỏi mà chị Hà Ngô nói là, và một số anh chị em khác nói là, thứ nhất là G2 có hỗ trợ trợ bệnh suyễn không? Thứ hai là khi mà con uống ỉa chảy như vậy đó thì mình nên xử lý như thế nào? Thì cô có thể trả lời hai cái câu này. Đúng rồi, G2 sẽ hỗ trợ bệnh suyễn. Ok, lý do là tại vì những cái chất chống oxy hóa trong người mình đó, nó sẽ làm cho cái hệ thống bị bệnh suyễn, là tại vì cái hệ thống miễn nhiễm của cháu nó yếu. Thành ra G3 nó sẽ làm cho, hồi nãy cô nói 3-4-50 lần mạnh hơn bình thường. Thì do đó, cái đó nó sẽ giúp cho em bé bảo đảm là sẽ hỗ trợ suyễn nha. Tại vì hệ thống miễn nhiễm mà tự nhiên nó khỏe ra thì suyễn sẽ giảm dần. Ok. Và cái thứ hai là uống vô bị ỉa chảy. Thì tức là như thế này, mình cho uống ít đi, uống ít đi và uống cách quản nha, sau ra để cho cơ thể của cái đứa bé nó quen dần đi. Chẳng hạn như bây giờ cô không biết là tuổi của em bé là bao nhiêu, chẳng hạn như bây giờ cái liều lượng là 1 ounce một ngày, sáng nửa ounce chiều nửa ounce, thì bây giờ cho uống nửa ounce một ngày, mà nếu mà vẫn còn ỉa chảy đó thì cho uống nửa ounce cách mỗi ngày uống một lần. Cái đó là cái cách trị liệu miễn nhiễm. Nên nhớ đó, cơ thể người ta có nhiều, cô đã thử nghiệm rồi quý vị, những cái người nào kể cả người lớn em bé cũng vậy, uống cái gì vô mà bị dị ứng á thì mình uống giảm liều và uống thật ít, rồi uống ít dần, uống cách ngày uống một lần, để chi, để cho cơ thể mình huấn luyện cho cơ thể mình phải quen cái đó, là tại vì mình đó cái mình biết cái đó chất, cái chất đó tốt cho mình. Thành ra rất may mắn cho em bé nào không uống được G3, uống được G3 quý vị nhá. Thành ra cái đó là cách mình có thể huấn luyện cho cái đường ruột của bé nó quen đi. Và cái thứ hai, nếu mà em bé bị ỉa chảy, có thể là em bé quá sensitive với cái đường ruột, sensitive với cái gì đó tự nhiên, thì mình có thể cho hỗ trợ với lại probiotic nhá cháu nhá. Như tùy theo tuổi nhá, thì bây giờ Messenger Korean cho cô biết cái tuổi rồi cô sẽ hỗ trợ thêm nhá. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Cháu đang đọc thêm, đặc biệt là có một số câu hỏi nhưng mà không có nhiều liên quá quan tới tí xíu nữa. Mình sẽ quay lại. Dạ. Cô sẽ quay lại những câu hỏi nào liên hệ tới người lớn cô không nói ở đây, nhưng mà cô sẽ quay lại cô trả lời nhá. Đừng lo quý vị. Dạ, cảm ơn thời gian của cô và cảm ơn thời gian của các anh chị em đã sử dụng và học hỏi hôm nay. Riêng Liên có một cái tip, đó là khi con của mình còn nhỏ quá mà không uống được đó, cái này đi lâm cho con nít hả cô? Đúng rồi. Đó. Dạ, cái đó mình đo cái đó cho G3 cho trẻ và trẻ em thì rất là tốt. Đừng uống quá liều thế thôi. Dạ. Và mình cũng dặn quý vị là có một số quý vị thì hay uống quá liều chỉ định đó thì không nên, tại vì khoa học gia mình không thích như vậy. Đúng liều lượng thì tốt hơn nhá. Tại nhiều người thương con quá thì đã hay làm quá liều, cô đã biết trong quá khứ.
Dạ, cảm ơn các anh chị em. Và nếu ai mà thấy cái video này có ích và gửi lời cảm ơn tới cô Hana thì hãy bấm số 3. Và chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả. Và cảm ơn thời gian của cô. Vâng, xin thân chào tất cả các bạn. Khỏe. Vui với em bé. Bye bye Benjamin. Dạ. Chào cô. Bye, xin chào mọi người. Bye bye Benjamin handsome.